tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Hôm nay anh em ban biên tập đang có mặt vào buổi chiều tối để cùng nhà vườn mình thực hiện thao tác bón phấn. Quơ tầm, có thể quơ tầm xéo vậy, cỏ dưới này anh quơ tầm ngang. À, dạ. Ở dưới này anh quơ tầm ngang vậy, cỏ trên thì dù có thể quơ tầm xéo vậy, rồi bên đây quơ tầm xéo qua trở lại. Nếu mà mình quét phấn xong 30 phút sau rồi nhỉ, mà mưa thì qua ngày sau bà con mình giúp Phi Hùng một cái thao tác là mình rửa bông. Cái này mới đúng là ướt, nó gấp nè. Cái này là mật đó đó. Huy Nhi kính chào quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến. Thưa bà con, vào buổi chiều tà khi màn đêm buông xuống, đáng lẽ là lúc chúng ta sẽ kết thúc công việc, nghỉ ngơi, dùng cơm bên gia đình hay là xem tivi, thì lúc này lại có một số bà con mới bắt đầu công việc của mình. Vâng, đó chính là quét phấn hay còn gọi là thủ phấn cho cây sầu riêng. Và ngày hôm nay thì Huy Nhi xin mời bà con hãy ghé đến xã Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang để mà đồng hành với anh Thương, một nhà vườn rất là quen thuộc với kênh YouTube An Phát Nông Kèn Trái, và để xem là anh tiến hành thao tác này như thế nào nhé. Hứa hẹn với bà con mình là những thước hình mà Huy Nhi sắp chuyển tải tới sẽ rất đẹp và mang đến cho bà con mình những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Ngay sau đây chúng ta cùng rọi đèn và đi thăm vườn nhé. Có đẹp và có lẫn thơm, sầu riêng đêm nở mật tươm ngọt ngào, bông sầu ở tuốt trên cao, cánh hoa rút ngược một màu trắng tinh. Thế rồi quá trình tạo và nuôi bông sầu riêng của anh Thương tại xã Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang đã sắp chuyển mình sang cột mốc mới, đó chính là sổ nhụy và dãy trái. Ước chừng còn 1 đến 2 đêm nữa là những chùm bông này sẽ lụi tàn. Vì thế chiều nay tranh thủ trời còn sáng, anh Hương và chị nhà đã ra vườn trong tâm trạng vừa hân hoan vừa quyến luyến. Đang kỳ nở rộ nhất, mọi thứ trên vườn diễn ra đẹp như tranh vẽ. Những ram màu xanh, trắng, vàng đang tô điểm cho bầu trời hoàng hôn thêm phần sống động. Tất cả tụ họp về chùm bông trước mắt, chị thì cưng nựng, em mân mê. Anh Thương đưa tay ướm thử rồi tâm sự. Nói nào ngay, hồi dở bạc ra tưới suốt hũ cơ lỏng An Phát Nông nên giờ bông nào bông nấy mập hơn đầu ngón tay cái. Hơn nữa nhờ xiên tỉa bông nên khi nở, dễ dàng thấy cánh hoa có đủ không gian xòe rộng, không chen chúc nhau. Đây sẽ là thuận lợi để giảm bệnh hại và tăng khả năng tung phấn, nhận phấn. Bông có lực sẵn, nhưng khâu thụ phấn bổ sung vẫn được anh Thương và anh chú trong xóm chú trọng thực hiện đều qua hàng vụ. Bà con thân mến, Phi Hùng rất vui gặp lại bà con mình trên kênh YouTube An Phát Nông Sầu Riêng. Thì hôm nay là một dịp rất là đặc biệt bà con. Thì bà con có thể quan sát qua màn ảnh nhỏ thì khung cảnh hơi tối một xíu, không phải giờ cúp điện đâu bà con. Mà hôm nay anh em ban biên tập đang có mặt vào buổi chiều tối để cùng nhà vườn mình thực hiện thao tác quét phấn. Và bên cạnh Phi Hùng là một trong những nhà vườn có kinh nghiệm và cũng như chăm cây sầu riêng rất là khéo, đó chính là anh Thương. Dạ rồi, bà con thân mến, thì hôm nay Phi Hùng sẽ đóng vai trò là một người nhà vườn thôi. Mình sẽ chia sẻ và lắng nghe những cái phần thông tin về khâu mình quét phấn. Anh Thương thân mến, thì trong bối cảnh hiện tại đó anh, mình đang làm nghịch và như em được biết cái khâu thụ phấn bổ sung là khâu nhà vườn mình rất là quan trọng. Thì theo anh, tại sao mình lại thụ phấn bổ sung cho cây sầu riêng? Mình phải thụ phấn bổ sung cho cây sầu riêng là giúp nó trái tròn đều hơn, không thụ phấn bổ sung. Dạ, và anh Thương thân mến, thì ngoài cái vấn đề giúp cho cái phơm trái mình nó tròn đều, thì theo anh khi mà anh thụ phấn thì cái tỷ lệ đậu trái và cũng như trẻ trái như thế nào anh Thương? Thì mình thụ phấn á, thì gặp thời tiết bất lợi mà được xen kẽ có nắng mưa đó thì nó sẽ trẻ trái tốt hơn. Dạ, anh Thương thân mến, thì theo anh đi, mình sẽ nên thụ phấn cho cây sầu riêng vào thời điểm nào là tối ưu nhất anh Thương? Thì đối với cây mỏng thon thì thời điểm chập tối tầm 6 giờ 6 rưỡi tùy theo thời tiết. Ví dụ mùa nắng hơi nắng thì bông sầu riêng sẽ nở trễ hơn, mà còn vào trời mát thì tầm 4 giờ rưỡi 5 giờ như hồi nãy là cây cái bông nó sẽ nở ra
và cái mật phấn nó cái mật hoa nó cũng đã nhiễm xuống. Anh Thường thân mến, thì khi mà mình quét phấn, anh Thường thì cái thời tiết như thế nào là mình cảm quan được là cái tỷ lệ đậu và cũng như chai trái trong vườn mình nó nhiều anh? Thì mình quét phấn thì nó chạy trái nó nhanh thì nhờ thời tiết, là thời tiết mát, là nó không có ảnh hưởng về cái nụ hoa khi nó chạy trái. Còn thời tiết mà nắng gắt quá nó bị sốc thì cũng sẽ chậm chạy trái. Dạ rồi, một câu cuối cùng với anh Thường. Thì trong quá trình mà mình quét phấn bổ sung á, thì như anh đánh giá thì hiện tại về tỷ lệ người bạn đồng hành của mình là ong rồi dơi đồ nó còn nhiều không anh? À, không, nói chung ở đây á, thì ong thì thường hồi xưa là thường nhiều lắm, còn bây giờ là hầu như là không thấy, mình phải thuộc phấn bổ sung. Dạ rồi, thì qua những thông tin trên đó bà con, thì Phi Hùng đánh giá được cái vấn đề thụ phấn đối với cây sầu riêng là như anh Thương có chia sẻ, nó là một trong những cái thao tác mà mình cần phải thực hiện trên vườn của mình. Và hôm nay thật là vui bà con, người thật việc thật. Và có một cái tâm lý mà khi bà con mình rất là lo sợ, đó chính là mình quét phấn xong mà mình gặp trời mưa. Thì trong những cái khoảng thông tin sắp tới thì Phi Hùng sẽ cố gắng truyền tải những cái thao tác mà khi mình gặp tình huống này xảy ra trên vườn. Cây sầu riêng do xảy ra hiện tượng lệch pha, hạt phấn dính thành cụm, nặng nên khả năng tự thụ hay thụ phấn bằng gió bị hạn chế. Chủ yếu phải nhờ vào sự góp mặt của côn trùng như ong hoặc động vật là dơi nhỏ. Tuy nhiên trong điều kiện canh tác ngày nay, những loài này ít xuất hiện. Vì thế người trồng sầu riêng thường áp dụng phương pháp gọi là quét phấn hay thụ phấn bổ sung. Để nói về tiêu chí của một bông sầu riêng sổ nhiệt khỏe, anh Thương phái mạnh thì khoái phần cuống. Anh nói, cuống này phải mập, xanh mướt, lắc qua lắc lại phải thấy nó dẻo, chứ nhìn vô cuống mà ốm, nhăn nheo là sau này dễ rụng. Còn chị Nhà thì thích ngắm nhìn những thứ mềm mại hơn. Chị kể, cánh hoa nở ra phải trắng phao, không thấy bị đen hay bọ rỉ, mùi thơm thoang thoảng, lấy tay vuốt vuốt phải cảm nhận có phấn nhám mới là lý tưởng nhất. Thăm vườn xong xuôi, ngước nhìn từng chùm bông treo ngược như những chiếc lồng đèn, anh Thương khẩn trương nói, coi bộ bông cũng nở hết rồi, giờ chuẩn bị đồ quét phấn là vừa. Bà con thân mến, thì trên tay Huyền Nhi là một cái dụng cụ mà anh Thương vừa mới cho. Thì anh Thương thân mến, trên thị trường á, rồi nhiều bà con mình là có cái đồ quét phấn mà Huyền Nhi thấy là có thể là cái chổi, rồi có thể là giống cái này. Nhưng mà tại sao anh lại chọn cái cây này để mà anh quét phấn? Thì tại vì cái cây này nó có cái dạng lông, dạng lông này nó mềm. Dạ. Khi mình quét cái gì nè, đó mình quét thì cái mật hoa nó sẽ nhiễu vô đây, nó ướt cái này tí mà cái phấn hoa nó dính vô đây, thì mình quét từ cái chùm này sang chùm kia thì phấn nó sẽ dính nhiều hơn, cái tỷ lệ đậu phấn thụ phấn nó cao hơn. À thì là cái này nó lông nó cũng mịn mịn là nó dễ bám cái phấn của mình hơn. Bám cái phấn này vô đây và dạ, mình quét sang qua chùm những chùm khác, những cây khác nó tỷ lệ đậu phấn. Dạ. Thụ phấn cái cao. Cây bông sầu riêng ví dụ như cái bông này đi thì nó thấp thì mình lấy cái cây mình quét được, còn với những cái chùm mà nó cao nó trên ngọn thì mình xử lý như thế nào anh Thương? À, những chùm cao trên ngọn thì anh có một cái cây trúc dài khoảng 4 mét. Dạ. Anh cha anh cột cho cái cán này đưa lên anh quơ tầm, có thể quơ tầm xéo vậy, còn ở dưới này anh quơ tầm ngang. À dạ. Ở dưới này anh quơ tầm ngang vậy, còn ở trên ví dụ anh có thể quơ tầm xéo vậy, rồi bên đây quơ tầm xéo qua trở lại. Dạ. Rồi là đối với những cái bông mà mình thụ phấn á, là mình thụ từ chùm này qua chùm đó hay là giữa cái cây này qua cây khác anh? Không thì mình cứ thụ hoài, thì mình thụ xong cái chùm này thì mình thụ tiếp cái chùm này. Dạ, mình cứ quét liên tục thì chùm cứ nào quét liên tục thì chùm nào nó nở ra thì mình quét thôi, vậy thôi à. Dạ. Và thường á là mình quét khi mà bông của mình nó sổ nhị tầm bao nhiêu phần trăm? À, thì nói chung là nó có sổ nhị là quét, tại vì anh tuyển bông cũng đều á. Thì nếu mà cái vườn của anh thì đêm nay với đêm mai nó trong vòng là 4 đến 5 đêm là dứt chổi rồi. Dạ. Và bông sầu riêng trên vườn anh Thương á, thì Huyền Nhi thấy là cánh nó rất là trắng và nhìn nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà theo anh thì anh quét phấn như thế nào, anh cảm thấy như sao là cái bông sầu riêng của mình gọi là đạt chất lượng nhất? Thì khi mình quét phấn á, thì ngày hôm sau là mình mới thấy nó sổ xuống, là hoặc 2-3 ngày sau á thì nó sẽ lên cái gai xanh xanh á, người ta kêu bằng chải trái á. Dạ. Thì nó lẹ, thì trời mát thì nó lẹ lên gai thì nó tốt nhất. Dạ. Và em thấy chị á, thì cầm có những cái cây là mình đã chuẩn bị sẵn, còn có thêm một cái cây xe cua như thế này là nó có công dụng gì anh? Tại vì cái mật ở trong đây nè nó nhiều lắm, thì mình dạ, quét trong vòng thì một vụ 1-2 lít là nó ướt cái chổi,
thì nó ướt quá thì cái phấn này nó không thể dính qua kia, nó mết vô đây thì mình phải thay cái chỗ mới, là đặng cho mình lấy cái phấn này qua phấn qua cây kia, qua nhánh kia. Vậy là phấn nhiều quá thì mình cũng mừng thiệt, nhưng mà nó tốn cây chổi của mình. Nhưng mà không sao, nó là một cái sự đầu tư rất là hợp lý anh Thương ha. Và bà con thân mến, thì bây giờ chúng ta đã sẵn dụng cụ trong tay để mà đi quét phấn rồi, và thời gian cũng đã điểm. Ngay sau đây thì Huyền Nhi xin nói bước của anh Thương để mà chúng ta tiến hành thụ phấn cho cây sầu riêng nhé. Hiện trời cũng chập choạng hơn 6 giờ tối, núm nhụy bắt đầu tiết mật dính tay. Xóm diện cũng canh giờ rồi tụ họp đông đủ. Anh Thương tâm sự, được cái à đem đông, phụ qua phụ lại chứ không nề nà hay tiền bạc gì. Từng cơn gió lạnh lất phất thổi qua, nhưng không gian trong vườn ấm áp bởi ánh đèn, tinh lang nghĩa sớm, tiếng nói cười giòn giả của những người tham gia. Anh Thương chỉ em quét chùm này đi, em biết cách rồi là em sẽ quét được cái chùm ở đây. Thí dụ như cái chùm thấp nè, sẽ dùng cây chổi, được cái chùm dùng cái chổi đứng này. Dạ. Quét chậm hơn mình dùng cây chổi ngang. Dạ. Dùng ngang vậy nè, quét qua. Này mình quét lại chừng 2-3 lần vậy nè, đó. Mình cứ xây cái chiều ngang này để cho nó thấm nhiều mặt nhất. Mình khỏi cần xây, thí dụ là mình khỏi xây cũng được. Mình qua ngang vậy nè, thí dụ là nó dính cái phấn mặt trên này nó leo lôi qua bên kia luôn, vậy. Dạ. Mình chứ mình khỏi lăn vậy. Dạ. Mình quét theo vậy nè, khỏi lăn. Đó, thì chùm này mình cũng vậy. Vậy nè. Vậy là bên kia còn rất là nhiều chùm. Vậy là Huyền Nhi cũng sẽ học được nghề, và Huyền Nhi cũng đi quét phấn cho cây sầu riêng luôn. Xong. Quét rồi nè. Quét phấn mà nó rất là thơm. Đội cái đèn nhỏ lên đầu, anh em bắt đầu hòa vào cuộc vui đi quét phấn. Chổi xanh, chổi vàng bắt đầu lướt nhẹ trên từng chùm bông. Quờ đến đâu phấn tung ra mù mịt, phấn rơi trên chổi, phủ lên áo và vương trên cả tóc. Qua vài chập, lông chổi bắt đầu thấm ướt mật, chúng quện vào nhau rít chịch. Lúc này anh Thương vội kêu chị nhà mang chổi khác lại thay. Ai cũng rớp rẽn, ai cũng nhanh nhẹn để hoàn thành công việc cho sớm. Quý ông thân mến, nãy giờ thì đi thăm vườn nè, rồi tiến hành tự tay quét phấn cho cây sầu riêng, thì trải nghiệm của bạn như thế nào? Cảm ơn Huyền Nhi, đầu tiên là rất vui và sung bà con. Tại vì cái clip này Huyền mong muốn thực hiện rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay có dịp thuận tiện nè. Và đặc biệt là cái không khí hiện tại rất là vui, mỗi người trò chuyện với nhau và thao tác quét mật rất là nhanh gọn bà con. Và bên cạnh đó thì khi trải nghiệm rồi thì mới thấy một số cái sự khó khăn khi mà bà con mình quét, đặc biệt là cái cổ của mình nha. Tại vì khi mình quét lên trên là cái cổ mình ngước lên ngoài, nếu bà con mình quét chưa quen á thì tầm khoảng 30 phút đầu nó rất là mỏi. Nên cái vấn đề này thì Phi Hùng cũng xin lưu ý bà con mình là nên cân đối cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Và bên cạnh đó thì về cái màu bông và cũng như về sức khỏe hạt phấn thì Phi Hùng thấy rất là thích Huyền Nhi. Tại vì khi mà mình xuống á thì bông sổ rất là trắng, và khi bà con mình quét á thì như clip đi, Phi Hùng quét tầm khoảng 3 cây thôi là cây chổi nó đã gích rồi. Thì đánh giá tuổi bông nè, rồi chất lượng hạt phấn và đặc biệt là sức khỏe bông rất là đẹp và cũng như là rất là vui bà con. Và đó là những cái trải nghiệm của Phi Hùng. Còn với Huyền Nhi thì cảm thấy mãn nhãn từ cái mắt nhìn của mình, những cái chùm bông rất là sáng, rồi từ những cái mùi thơm nó thoang thoảng rồi nó lan khắp ra, và tin rằng là ngày hôm nay đi về thì trên áo của chúng ta ai cũng ám mùi hương nồng nàn rồi ngọt ngào của hoa sầu riêng. Tuy nhiên thì Phi Hùng cũng thấy rồi đó, chiều thì trời cũng bắt đầu kéo mây, gió lạnh lạnh, và hiện tại thì mưa cũng lất phất rồi. Như vậy thì Phi Hùng có lưu ý gì dành cho anh Thương khi mà cái bông sầu riêng của mình sổ nhị gặp mưa hay không? Rồi, cảm ơn Nguyễn Nhi. Thì cái lưu ý này Phi Hùng muốn gửi tới anh Thương và cũng như bà con mình đang có cái cổ sầu riêng mà mình sổ nhị bà con. Thì thứ nhất đó bà con, là cái thao tác mà bà con mình quét phấn, và bà con mình hỏi là quét phấn bao nhiêu mưa thì nó an toàn. Thì xin thưa với bà con mình, đối với cái bông sầu riêng thì nó có hai cái giai đoạn. Một là bà con mình đang hỗ trợ quá trình thụ phấn, hai là giai đoạn thụ tinh. Thì nếu bà con mình quét phấn xong mà dứt chổi khoảng thời gian tầm khoảng 3 tiếng trở lên chưa mưa thì đây là một trong những khoảng thời gian tối hảo Huyền Nhi. Vì Hùng đánh giá được là cái buổi quét phấn đã thành công. Còn cơ may đi, bà con mình quét phấn mà tầm khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi thì bà con mình vẫn có thể là bà con mình tự tin xíu, tại vì lúc này cái phấn của mình nó đã vào được 50% rồi. Còn nếu tình trạng bà con mình quét xong 30 phút sau mưa thì đây là tình trạng có lẽ bà con mình gặp đối với thời tiết hiện tại mưa đêm luôn bà con. Thì nếu mà mình quét phấn xong 30 phút sau Huyền Nhi mà mưa thì qua ngày sau bà con mình giúp Phi Hùng một cái thao tác là mình rửa bông và cũng như mình bổ sung cái canxi bo để giúp cho cái hạt phấn và cũng
như giúp cho cái buổi chiều đó phấn nó nhiều hơn, bà con mình quét nó dễ hơn. Thì cũng sẵn tiện đây luôn, thí dụ như hiện tại đi bà con, đêm nay mưa thì ngày mai bà con mình đợi cho gáo một xíu, bà con mình giúp Phi Hùng là mình phun, thứ nhất là phải có chế phẩm thuốc bệnh rồi, thứ hai như Phi Hùng nói là mình bổ sung canxi bo, và cái cuối cùng là mình bổ sung thêm một tí điều hòa sinh trưởng bà con. Thế đây Phi Hùng sẽ cho bà con mình ứng dụng một cái cử phun gọi là khẩn cấp luôn. Thứ nhất là mình sẽ có chế phẩm top lút 80ml. Thứ hai là chế phẩm chắc ăn là mình phải có maybe 247 để giúp thắt chặt tầng gời. Và cuối cùng là chế phẩm carbophos bà con. Ba chế phẩm này bà con mình phun sau khi mà bà con mình gặp trường hợp là quét phấn xong đêm nay mà dính mưa, ngày mai bà con mình phun dùm. Đó là một số thông tin mà Phi Hùng muốn chia sẻ tới bà con mình. Cảm ơn Phi Hùng rất là nhiều. Và bà con thân mến, thì sổ nhị ngay mưa là vấn đề mà chúng ta không ai mong muốn cả. Nhưng mà nếu mà xui rủi mà gặp phải thì cũng có cái cách của Phi Hùng để mà bà con mình ứng dụng góp phần tăng hạt phấn và giảm rụng bút chì sau khi mà dứt nhị nhé. Sổ nhị ngay mưa là điều dù không muốn nhưng không thể tránh khỏi. Như buổi thăm vườn đêm hôm nay cũng vậy. Loay hoay vừa xong mảnh vườn bên này thì gió thổi mạnh lên, gió lạnh cả người, sưng cả tóc gáy, chỉ trong chốc lát mưa cũng kịp đuổi đến. Nhưng may mắn nhờ sự chuẩn bị từ trước, anh Thương đã phủ bạt 73 cho vườn từ hồi bông sổ nhị lác đác. Nước mưa sẽ không thể len lỏi vào gốc, qua đây hạn chế được tình trạng sốc nước, rụng bông khi sổ nhị. Việc quét phấn có lẽ ngừng tại đây, anh em lui vào nhà và gửi niềm hy vọng an toàn cho những chùm bông ngoài kia. Bà con thân mến, quét phấn cho cây sầu riêng tưởng chừng là thao tác phụ, nhưng mà anh Thương cùng với anh chú khu vực cái bè Tiền Giang đã rất tỉ mỉ trong từng đường chổi. Vâng, và những thức hình về bông sầu riêng rất đẹp cùng với những trải nghiệm thú vị vừa rồi cũng đã khép lại đoạn phóng sự ngày hôm nay. Thì Nhi mong rằng là những cái bông sầu riêng sau khi mà thụ phấn bổ sung rồi sẽ sổ ra những cái trái tròn và đẹp nhất. Vâng, và trời cũng đã mưa rồi. Như vậy thì chuyến khám phá của kênh Ăn Phấn Nông Cây Ăn Trái cũng đã khép lại. Huyền Nhi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở những thức hình hấp dẫn kế tiếp nhé. Tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp.